Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì Minh Biker là kênh chuyên review xe mô tô, phần khối lớn, phần khối nhỏ, xe điện, xe gì chạy được là review hết nha, kể cả xe lưu. Rồi, thì bây giờ Minh sẽ đem đến cho anh em một chiếc pin đúp S1000RR với lại con R1 của mình ha. Thì con này thì mình để trưng bày thì nó không phải so sánh hai dòng này, mình không nói. Thì bên Minh là có nhận mua xe, nhận xem xe, nhận bảo trì xe nha. Nhờ những xe bên mình sẽ được mà bảo trì bảo dưỡng rất là tận tâm. Nói chung xe mua bên mình thì được bảo trì bảo dưỡng những dòng nhớt nhập. Đó, anh em thấy những dòng nhớt nhập đều có thông tin hết. Rồi, qua đây, cái này đó đơn giản cho anh em nghe thôi. Thì bên mình có hỗ trợ quay đầu nè, khi anh em đi xe giữ tốt nè, hỗ trợ anh em úp phần khối lớn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào hai nhân vật chính ngày hôm nay, đó là em cá mập bên đúp F1000RR. Thì con này 2018, con này là đời cao nhất hiện tại luôn. Và con này mình đang bán với giá 555 triệu nha. Đó, 2018 là đời cuối cùng đời cao nhất của con cá mập này. Thường á, thị trường 2018 rất là ít, 2016 rất là nhiều, đang bán rất là nhiều nha, nhưng 2018 rất là hiếm. Rồi, bên mình là em R1. Cái em này gọi là cá chê, một em cá chê đối đầu với cá mập nha anh em. Rồi, thì bây giờ về mặt cái gọi là, chúng ta gọi gì ta? Tốc độ thì chúng ta không so sánh về những con ngàn này á, nhanh hay không nhanh, thắng hay không thắng là do tay nài đó. Thì bây giờ mình sẽ so sánh một cái anh em quan trọng rất là chiều cao yên. Mình sẽ cho một em 1m61, là khoảng 1m6, từ 1m62 đổ lại đó, thì sẽ ngồi thử hai em này và anh em sẽ đánh giá nha. Thì theo mình review cho anh em thì em R1 sẽ cao hơn em cá mập ha, và dắt hai con thì xíu nữa mình sẽ cho người thật việc thật trải nghiệm. Rồi, bây giờ em ngồi trên con cá mập mắt lé, con này mắt lé là huyền thoại rồi nha anh em, hai con đều là huyền thoại. Rồi thì 1m61, 1m62, nói chung tầm 1m61 tới 1m63 thì ngồi cũng được, ok, chạy được ok luôn nha anh em. Quay gần qua đây, qua cái ngón chân, cái này mang giày nữa rất là đẹp. Rồi, rồi thì em thấy cảm giác con này thế nào, như khi mình dắt xe và mình ngồi, cảm giác ngồi nặng nhất lên rồi, nặng này. Rồi, con này thì đương nhiên những dòng bốn máy thì đều nóng như nhau ha. Rồi bây giờ mình qua con R1 đi. Đó, cái chiều cao yên là cái anh em quan trọng nhất, nhưng mà ở đây mình có người thực tế anh em dễ hình dung. Cao, cao hơn khoảng nhiêu anh nghĩ là khoảng 3 xăng? Cao hơn nhiều anh. 3 xăng không, 3-4 xăng không? Cao chấm 2 chân đâu được đâu, chấm 1 chân nữa. Thì nó cao lắm ha, thì đó mà chồm nó lại 8-15 lại 8-55 đó, thì nó cao, nó bè, nó bè thì nó cao. Con này cao, con này mới 6 thì anh em phải chạy chuyên nghiệp á thì anh em mới chạy được nha anh em, phải là gọi là cứng, lái cứng thì mới chạy được, chứ lái mới thì mới 6 chạy hơi khó. Rồi thì cái ga con R1 này nó giọt hơn nha anh em, nó giống như Ducati V4 rồi đó. Còn cá mập này thì nó mượt hơn, lên dặn là có, dặn là có. Thì bây giờ em có thể quay cho anh em xem từ cái đầu tới cái đồng hồ con cá mập cho anh em coi. Đây, thì con này mình đang bán nha anh em. Đó, xe chuẩn luôn nha, xe mình chân không nha anh em. Đó, rồi em quay xuống đây. Đó, quay đồ chơi. Con cá mập này có đuôi tích hợp, đồ zin còn đầy đủ nha anh em. Cái bô mình lên là 20 mấy triệu rồi, mớ carbon rồi ốp này ốp nọ, ốc ác rồi nhiều lắm anh em, qua thấy nhiều lắm, nhiều thứ lắm đó. Anh em nhớ giữ cái miếng này, tại vì cái miếng này nó bọc cái bao tay lại tốt lắm, bảo vệ cái bao tay. Anh em lấy ra thì nó sẽ mau chày nha anh em. Đó. Rồi, bây giờ một cái là sẽ cho anh em nghe tiếng bô cá mập trước ha. Thôi là anh em đã thấy nhức nách rồi, huống chi mình này quýnh quýnh quýnh. Mình thích ở con cá mập này là có âm thanh bass file. Đó, whip bass file bụp 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 bụp, khi anh em chạy lát nó máy nóng lên nó sẽ bụp 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 bụp. Và điều khiển nó đi tour rất là dễ, rất là
Nói chung là nó cũng rất là dễ thuần. Nếu như mà anh em chơi xe quen thì nó cũng rất là dễ thuần hơn là R1. R1 khó thuần hơn nha anh em. Và ở đây có rất là nhiều công nghệ để, nói chung là nhiều công nghệ lắm, anh em phải tìm hiểu thêm. Chứ mình nói ở đây thì nó mình có review một clip trước rồi. Nó có review một clip trước rồi nha anh em. Rồi thì con này đồ zin đầy đủ, đồ zin đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Và xe này được mình bảo trì, xe của mình thì bảo trì bảo dưỡng rất là tốt. Xe của mình bảo trì bảo dưỡng rất là tốt nha anh em. Mọi thứ hoàn hảo nhất có thể luôn. Về chỉ đi thôi, thậm chí nhớt và lọc nhớt lúc nào nó cũng mới trên con xe. Và con xe này ô đo là 15.000 nha anh em. Đó, 2018. Rồi, tiếp theo là em R1. Thì em này á, là có thể nói là em R1 can nhất hiện tại. Đó, mình sẽ để em này chưng một thời gian. Chưa có bán nha anh em, sẽ chưng một thời gian. Khi nào gặp khách thích thì mình sẽ bán. Con này là ER1, cái gọi là cá chê. Thì cái xe này có cái bô ER1 nè anh em. Đây là cái bô ER1 của em đó, cũng hai mấy triệu, 20 hai mấy triệu đó, mình không nhớ giá đó. Thì bô riêu á nha anh em. Thì này mình gắn cho đẹp thôi, cho màu xanh cho đẹp chơi thôi. Thì cái bô này cũng mắc, cũng mười mấy, 20 triệu rồi đó. Rồi thì ER1 này thì cái đồng hồ khá là đẹp. Đây, quay đây. Những con xe mình là đều hai chìa khóa đầy đủ nha anh em, tại xe chân không à. Chìa khóa được giữ rất là kỹ, mọi thứ rất là kỹ, con cá mập cũng vậy, hai chìa khóa đầy đủ. Rồi. Cái đồng hồ rất là đẹp anh em thấy không? Đó, hiển thị. Nhưng mà mình vẫn thích cái đồng hồ trên cái em cá mập hơn, em cá mập nó có cái gì đó gọi là nhìn nó rất là tốc độ, còn cái full gì không á thì nhìn nó cũng rất là thường. Rồi thì bây giờ cho anh em nghe tiếng máy của máy gọi là i4 đúng không? Rồi. Hai tiếng máy khác biệt. Hai tiếng máy khác biệt. Hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Rồi. Ê, ai cho miếng xăng đi, nghe chưa có đã hết xăng rồi nè. Lâu quá chưa có đổ xăng vô. Hết xăng rồi, châm vô miếng xăng rồi. Rồi trong thời gian khi mà Kobe 1m6 đi lấy xăng thì mình sẽ nói tiếp về cái em này. Thì em này thì cũng nhiều đồ chơi đó. Anh em nhìn đi, chiếc xe này giữ rất là kỹ, rất là đẹp, anh em thấy không? Lốc máy này chưa có dặm tút luôn. Em cá mập thì đẹp thì khỏi nói à. Nhiều anh em biết con này thì anh em biết nó đẹp cỡ nào à. Đó. Thì tiêu hao nhiên liệu của mấy em này khoảng tầm 14 cây lít đổ lại nha anh em. Không có được 17 cây đâu, 14-15 cây lít là ok lắm rồi. Tại mấy em này có lên bô độ mà. Đó, còn con này mình lên bộ tem chùm luôn, nên anh em khỏi sợ chạy xước, rất là ok. Mọi thứ còn khá là mới luôn. Đó, bên đây có ốp bảo vệ cục máy rồi nè, đó, mấy cái bảo vệ nè, đầy đủ, carbon đó. Hồi xưa mấy miếng này là mấy đứa em ở nhà mình nó mua về nó gắn vô nè, cho nó bảo vệ cho đẹp á. Mấy đứa em mình làm cho mình á, nó lên. Thì làm ở đây được cái là anh em sẽ được tiếp xúc với môi trường phân khối lớn và giao xe cho anh em á, anh em thích làm gì làm, miễn sao mình cảm thấy đẹp là được, mà đừng giao tàu lao là được. Rồi, bơm rồi đúng không? Con này em mau hao xăng ha, dựng ở nhà không à. Rồi, xăng xuống thôi. Em thấy tiếng máy như thế nào, rất là đã. Nói chung hai con, mỗi con một cái cảm nhận riêng. Là khi mình chạy á nha, thì mình chạy á nha, thì con này á, nó chả khác con V4 là mấy nha, Ducati V4. Tại vì anh em biết là mình đã chạy V4 cũng rất là nhiều rồi. Thì con này mình chạy cảm giác thì nó cao, nó trên vên. Nói chung là theo mình đánh giá thì con này không thể nào bằng cá mập được. Mình chạy hai con thì cảm giác là cá mập vẫn hơn. Cái cảm xúc của con cá mập nó mang lại nó rất là hay, cái gì đó rất là hay. Cho nên những anh em chơi xe, anh em thấy nhiều không? Nhiều idol chơi xe người ta luôn là chọn là cá mập. Mà đặc biệt cá mập bắt lé. Nhiều idol chơi xe nổi tiếng tại vì chạy nó sướng. Chạy nó có cảm giác sướng, còn con này cảm giác nó lạ nha. Cái này mình thư vấn luôn, con này cảm giác nó lạ. Nó giọt, nó ngựa. Nhưng mà khi mà mình chạy được thùng nữa rồi, mình cảm thấy rất là chán. Mình thùng nữa rồi cảm thấy rất là chán.
Còn con này là mình chạy rồi thì cảm giác nó vẫn vậy luôn. Mình chạy nó từ năm 2019, 2020, 2021. Năm 2019 là mình chạy con bản 2016 thôi. Con bản 2018 này đến năm 2020, 2021 là mình mới mua được. 2021 là mình mới mua được, 2021, 2022 mới mua được. Còn con bản 20 hồi đó mình chạy là bản 2016 nha anh em. Bản 2016 thì nó cũng giống nhau thôi anh em, chẳng qua đời nó cao hơn thôi. Rồi, rồi tiếp theo thì con này mình nói xong rồi. 555 triệu. Còn em này khách có duyên mình sẽ bán nha. Hiện tại mình vẫn để chân. Rồi. Bây giờ qua em này, mình còn em này mới luôn, GBS Demon, xe Thái. Xe này như mới nha anh em, khẳng định anh em xe này như mới luôn, mới 500 cây thôi. Và em này mình bán 36 triệu nha anh em. Rồi, còn sổ bảo hành đầy đủ nên anh em khỏi lo ha. Sổ bảo hành đầy đủ. Em này mini bike ok lắm. Rồi, em này. Em này GXR mình còn duy nhất một chiếc luôn. Em này 3000 cây nha anh em, 3000 cây siêu đồng hồ còn đầy đủ luôn. Em này xe lướt nha, 3000 cây siêu đồng hồ đầy đủ mình bán 44 triệu cho anh em chơi ha. Đó, mình còn chỉ có một em su nhất là bữa về 5 em su mà hết luôn. Bên mình xe lớn, xe nhỏ em có kể cả xe tay ga cũng có luôn, nhưng mà xe tay ga này đứa em đã đặt rồi, không có lên clip kịp nha. Đó, xe này cũng lướt luôn nè, xe này cũng anh nước ngoài, anh bán. Rồi xe này của em đã đặt cọc sẵn rồi. Em này rút hồ sơ bữa giờ chờ lâu, hồ sơ dạo này rút hồ sơ lâu lắm nha anh em. Anh em nào mà muốn mua Tết đi liền thì anh em ký quyền đi, chứ rút hồ sơ dạo này công an làm lâu lắm. Shop nào cũng biết mà, anh em mà đã chơi xe nhiều là anh em đi shop nào cũng bất kể ở đâu là anh em tự rút hay sao thì hồ sơ nó cũng lâu rồi anh em. Đó, thì đó là hai con xe mình đem lại cho anh em. Mình không dám chạy ra công viên bởi vì sao không? Tự nhiên mấy đứa em nó dọn xe thấy sạch quá à. Vỏ lao nè, lén ón luôn á. Anh em hung vỏ cũng được nữa. Đó, thì thấy nó phí quá, nó uổng quá. Nên thôi ở nhà mình cũng rộng mà, mình quay tại nhà luôn cũng được, anh em cũng ngắm hết chiếc xe mà. Đâu em quay hết chiếc xe cho coi. Quay hết cho anh em ngắm rồi cho nó. Ngắm hết được mà, đúng không? Đó. Chuyên nghiệp, cameraman chuyên nghiệp, đó. Rồi, ở đây quay cho đây. Mình có bán ben nâng cho anh em luôn nha. Những anh em mua xe bên mình thì sẽ được giá tốt, còn anh em ấy đây là ben nâng ba bánh, này là dòng dành cho dòng 600 độ lại nè. 600 độ lại là dành con này. Rất là chắc nha anh em. Minh Biker nè. Đó. Rất là chắc nha, rất là chắc chắn. Những cái này rất là chắc, có khóa khó on off luôn. Khi mà mình không muốn bánh nó di chuyển lung tung hướng thì mình khóa lại, khóa lên khóa xuống đó. Còn cái dòng này là dành cho những con ngàn giống như con R1 nè. BB qua bên xe lên cho anh em coi luôn nè. Những dòng R1 bên đúp mà những dòng bự, mà dòng này thì bên xe nhỏ vẫn được nha. Nhưng mà dòng nhỏ không bên được xe bự. Mà dòng bự thì bên tất cả xe nào cũng đều được. À, qua bên một em R1 lên làm mẫu cho anh em. Thì nhớt bên mình thì có tất cả dòng nhớt dành cho xe lớn xe nhỏ luôn. Nhớt nhau rồi á, anh em cứ qua đây thì sẽ có người tư vấn cho anh em. Đó, gần Tết rồi anh em cũng nên bảo trì bảo dưỡng xe rồi cho nó tốt. Đó. Rồi, ben lên cho anh em coi. Thì nếu như mình mới ben á, mới tập ben thì phải hai người ben lên nha. Còn khi mình ben quen là một mình ben làm được hết. Đó, đây là ben xe lớn, và ben xe lớn ben cho xe nhỏ được nha. Nhưng mà anh em lưu ý xe nhỏ là không ben cho xe lớn được. Rồi, đẩy vô là đã ba bánh nè anh em thấy không? Nè anh em nãy ben xếp rồi đúng không? Bây giờ mình muốn nhà mình gọn lại mình đẩy vô đó, nó nhẹ nhàng, không có lắc lên lắc xuống đó. Rồi, nhẹ nhàng. Rồi, mình ben luôn, mình giả đòn ben luôn em cá mập lên luôn. Ben ở trong cái ghế kìa. Xíu nữa mà quay đã xong rồi clip không có tiếng là chết luôn à. Đó, cả nửa tiếng, hơn nửa tiếng rồi. Ben cá mập lên luôn nè, cho nó gọn nhà, gọn cửa. Anh em tranh thủ qua ngắm xe đồ chơi ha. Chứ vài bữa xe lỡ mà chủ nhân nào mua về chơi Tết em cá mập này thì anh em mình không còn xe để ngắm nha anh em. Đó. Xe này trước mình mua lại của một em trai cũng chơi thân với mình. Con này là hồi lâu á, em trai đó ở Vũng Tàu cũng nổi tiếng lắm, chơi xe cũng ok lắm á. Em trai đó bảo trì bảo dưỡng xe hơi bị nét luôn á. Đó. Xe này mình là chủ thứ hai và mình
mình đang đứng tên luôn nha anh em, bên mình đang đứng tên luôn, cho nên anh em mua là được ký trực tiếp luôn nha, ký trực tiếp từ mình luôn đó, rất là đẹp đó, hai em hai bên thần giữ nhà giữ cửa. Rồi anh em nào có nhớt nhau hay là bên xe hay là mua xe thì cứ inbox cho mình. Rồi cảm ơn anh em nhiều, chúc anh em một ngày xem clip thiệt là vui vẻ và thoải mái, biết thêm nhiều kiến thức về xe. Cái này mình chia sẻ chung chung thôi, chứ mà để mà ngồi nói về những con xe này á là một ngày trời. Nếu như anh em muốn biết nhiều thêm về R1 thì cứ inbox, mình sẽ làm riêng, hoặc là cá mập làm riêng. Tại những con xe này mình chạy quá nhiều rồi, mình có thể hiểu được nó và mình biết cách coi những con này thế nào là xe đẹp, thế nào là xe xấu luôn nha anh em nha. Đó, anh em nào muốn biết thì nói mình làm clip cho, chứ mình chỉ nói chung chung cho anh em hiểu về cái cách chạy và khả năng vận hành và cái chiều cao là cái anh em quan tâm nhất khi mình lên một con xe phân khối lớn, để mình dễ thuần nó, để mình đỡ xảy ra sự cố đó. Rồi cảm ơn anh em nhiều, nhớ like và bấm like và subscribe cho kênh của mình Biker nha anh em.